Hello, chào mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình nhá. Thì các bạn ơi, thì hôm nay mình sáng sớm thì mình cũng không làm về chia sẻ món ăn hay là làm một cái video gì đâu nhá. Hôm nay mình sẽ làm theo cái comment mà hôm trước của một bạn có nhắn tin cho mình á, là bảo mình là quay cái cảnh đời sống của mình nhá. Thì hôm nay nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho anh em xem là trong 14 ngày cách ly của mình thì ở nhà mình sẽ làm gì nhá. Nói chung là cũng chẳng làm gì đâu cả nhà, chỉ là ngủ dậy xong là lấy cái tính một chút xong là nấu ăn thôi, không có gì đâu. Thì chưa bây giờ mình hiện tại thì là 6 giờ 5 sáu khoảng gần 7 giờ rồi cả nhà. Thì hiện tại thì mới có gần 7 giờ thôi. Tính mình là hay dậy sớm cả nhà. Cũng nói chung là ở nhà cũng 7 ngày cũng như nói chung 7 ngày ở nhà mà cách ly cũng giống như ở tù cả nhà. Nó kiểu là quanh đi quẩn lại, mình đi ra quanh quanh cái nhà mình nhá, xong bắt đầu là mình vào mình nghịch tính một chút. Mình là mình không không máu game như nhiều người, người ta là người ta cả ngày người ta chơi game được, như mình là mình không chơi game ở nhà. Đây cả nhà này, nói chung là chỉ có lên trên đây bắt đầu xem linh tinh thôi. Cũng nói chung là cũng một ngày thì cũng mình chẳng làm gì cả, chỉ có lên đây lướt lướt các kiểu xong là chán thì ngủ. Đây này, bây giờ mới có đây, mình nó không sai nhá, bây giờ mới có chưa đến 7 giờ, mới 7 giờ kém này. Khi nào mà mình tí là mình làm gì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Ok cả nhà, thì cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Thì cũng chưa được cả nhà. Thì đây là cái bộ lòng của con gà ri, cái video vừa rồi mình đăng này. Thì buổi trưa của mình có như thế này được cả nhà. Thì mình bắt đầu mình nấu cái món với cái bộ lòng, nó là mướp và lòng xào mướp này. Cái giá này là nhà mình ủ đây cả nhà này, cái đồ ở quê mình trồng á, mẹ mình ủ này. Thì mình xào mướp với mình ấy lại một tí giò mình ăn thôi. Bây giờ mình sẽ nấu ăn nha cả nhà. Mọi người, đây là cái tỏi mình dập để tí nữa mình xào này. Thì đây là cái mướp nhà mình này, cái mướp hôm trước ở ngoài ra nhà mình. Thì hôm nay mình có ra mình lấy để mình xào với ấy nha cả nhà, xào với lòng. Bây giờ mình sẽ gọt mướp, bắt đầu mình nấu ăn nha cả nhà. Nói chung là buổi trưa bình thường thì nếu mà mình không bị cách ly thì mình đi làm mọi người ạ. Thì do là mình đang cách ly nên là cách ly 14 ngày nên là buổi trưa của mình thôi, bố mẹ mình ở trên kia, có một mình ở nhà thôi cả nhà. Vợ chồng mình hiện tại thì vẫn ở chung với ông bà nhé cả nhà. Mình thái như này này. Cái ấy thì mình có rau rau mùi này và hành này. Cái rau ở đây thì mình dùng rau mùi với hành này. Thì cái giá thì mình bắt đầu mình nấu cho cả nhà. Vừa đun cho cả nhà. Mình bắc chảo lên cho nóng chảo này. Thì đây là dầu lạc này, nhà mình là ăn dầu lạc cả nhà chứ nhà mình không ăn lạc ở nhà trồng. Mình xào bằng dầu lạc nha cả nhà. Mình sẽ cho cái tỏi mình lúc này mình ấy này, chảo bắt đầu nóng lên, bắt đầu mình cho một ít tỏi vào để mình đảo cho nó ấy, cái mình sẽ không đảo cho cái lòng gà nó, lòng gà với mề gà nó chín cả nhà nha. Đảo lúc mình tỏi mình nó thơm rồi ạ. Mình cho lòng mề gà.
nhiều anh mình thấy nhiều anh em là xào cái lòng mề này xong là bắt đầu là chín cái là bỏ 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 mướp và xào chung ấy. Nhưng mà như mình ấy thì không xào chung cả nhà, thì mình xào được cái này đó là mình đổ ra rô này, mình đổ ra rô xong bắt đầu mình xào mướp chín đi, mình định đổ đổ vào mình đảo trước cả nhà. Đây ở gia vị ở đây thì mình cho hạt nêm rồi nhỉ, gia vị ở đây thì mình cho hạt nêm này. OK, mình đảo một lúc thì cái bộ lòng mề gà của mình mới chín rồi nha. Thì mình đổ ra bát bắt đầu. OK, mình lại bật bếp lên này. Mình bỏ nốt cái tép tỏi mà mình dập còn nữa nhá. Vào mình đảo. Như nhà. Mình đảo cho nó thơm cái tỏi này đi. Quá thơm rồi nha. Đổ mướp vào này. Thì đổ mướp vào mình đảo. Thứ nhất là nó không bị nát cái lòng gà. Thứ hai là cái mướp này nó nhìn nó đẹp, nó ngon nhỉ. OK, anh ơi, sau khi nó gần chín thì bỏ cái bộ lòng mà mình ấy vào mình đảo nhá, đổ cái lòng mới mình đảo chung nhá. Lúc này mình có nêm này. Anh em thử nêm thử lại xem là cái đủ ăn chưa, vừa ăn chưa. Nếu mà chưa vừa ăn thì anh em đổ vào nhé. Mình bỏ vào này thì mình hơi ăn nặng một chút, mình bổ thêm vào một chút nêm vào. Đây thì cái hành này này thì anh em bỏ cái củ vào này, còn cái phần lá với phần rau mùi này thì chín rồi, gần chín mình bỏ nha. Okay. Cái giá này em cho cái giá này. Giá này là làm nó không giá chậu này, giá này mình ngủ đấy. Thơm rất nhiều đây nè.
cả một hồi thì chín rồi. Mình bỏ cái lá hành với cái rau thì là vào nhá, mình đảo qua nhá. Thì cái món mình chín rồi nha, lòng tàu mứt mình chín nhá, đã bếp rồi nha. Bây giờ vào múc một đĩa và lên mâm thôi. Thì bây giờ mình múc nó ra, bắt đầu đi nấu món giò nha. Làm món giò sau khi dầu khô chả, khi chả khô này, mình đổ dầu vào này, láng cho đều vào chảo đây này. Ok, mình đổ giò vào để ấy nhá. Nó phồng lên, một cạnh thôi. Đó là đó nạc này ạ. Mình cũng thích ăn cái kiểu này. Như mẹ mình, như em mình, vợ mình cứ cắt ra cái giò này, người ta làm nó chín rồi thì cắt ra ăn thôi, mà mình thích ăn kiểu này. Thì video mình quay thì thường ngày thì cũng như vậy cả nhà. Thì mình xin phép cả nhà kết thúc video ở đây nha. Mọi người mà thấy video hay thì nhớ like ủng hộ mình để làm sao mình ra những video mới nha. Anh em mà có ý tưởng gì hay hay là có cái phản ánh thì comment ở dưới bình luận này cho mình để mình sửa nha. Chào mọi người.